Xin chào tất cả mọi người đã channel Riding On. Đây là clip tổng hợp cả hai phần về tất cả sector trong series Kabuto. Không dài dòng nữa. Hẹn xin. Thế giới Kabuto cho các bạn ấn tượng gì? Hệ thống Clock Up System, hình dạng Rider Form được chuyển hóa sau khi Cast Up hình dạng Market Form. Hay đó là những Zester, những vật phẩm mang hình dáng của côn trùng đời hôm nay chúng ta. Tất cả những Zester trong series của Kabuto, Zester hay với tên gọi khác là Market Rider System, mang hình dáng những loài côn trùng tại trái đất nhưng được tạo ra với công nghệ cực kỳ tiên tiến của đám native ngoài hành tinh. Bọn chúng đã đáp xuống trái đất vào 35 năm trước, nhận ra tiềm năng của loài người cũng như mối đe dọa Worm sớm muộn cũng chực chờ tấn công hành tinh này. Chúng đã hợp tác với con người thành lập nên tổ chức Z nhằm tạo ra Rider System, chọn là những người phù hợp chống lại đám Worm chuẩn bị đổ bộ xuống trái đất. Những người được tuyển chọn trở thành Rider ban đầu là những người trong tổ chức Z, nhưng đáng tiếc bọn họ bằng những cách nào đó thì đa phần đều tử nạn, chỉ còn lại những kẻ ức ơ từ những nơi nào đó trở thành Rider là chính. Chỉ có một vài người thật sự nằm trong tổ chức Z là trở thành Common Rider mà thôi. Các Zester là những cỗ máy mang hình dáng côn trùng. Bọn chúng di chuyển bằng một cổng di chuyển đặc biệt cho phép chúng chuyển động xuyên không gian và thời gian và lao tới vị trí của người chúng chọn nhằm giúp họ biến hình thành Common Rider. Cách di chuyển xuyên không gian và thời gian này tưởng chừng rất hiệu quả nhưng lại tồn tại một điểm yếu vô cùng lớn. Zester cũng như chủ sở hữu phải được đặt ở một không gian rộng, không có bất kỳ bức tường hay vật cản nào quá lớn. Đơn giản hóa, chúng ta có thể hình dung bọn chúng chỉ có thể di chuyển xuyên không gian những khu vực trống trải mà thôi. Điểm yếu khi người sở hữu đang ở không gian kín đã được đám Worm tận dụng. Chúng đã bám đuôi Tendo vì biết Kabuto Zester sẽ không đến được tay anh. Tận dụng khoảng thời gian đó, tên Worm đã theo dõi Tendo và không tấn công anh cho đến khi anh đến một nơi kín đáo, không có cách nào để Kabuto Zester đến yểm trợ. Hắn ta đã trở thành Worm tấn công Tendo. Cũng như khi ở một nơi hoàn toàn kín, không thể nào trợ giúp cho Kabuto của mình. Đó là trong trường hợp của Gartek Zester, khi nó được nhốt trong một căn phòng kín để những người được tuyển chọn vào thực hiện chiến đấu và nó không thể rời đi khỏi căn phòng này. Đến cả thời điểm Kagami Arata được chuyển hóa thành Gartek, Gartek Zester chỉ còn cách đâm thủng bức tường đến nơi của Kagami chứ không dùng khả năng dịch chuyển không và thời gian để đến trực tiếp nơi của Kagami. Ngoài việc chúng có khả năng dịch chuyển xuyên không và thời gian, những chiếc Zester này cũng di chuyển theo cách đặc trưng loài vật chúng vay mượn hình dáng. Kabuto hay The V hoặc Ray đều di chuyển bằng cách bay. Nhưng riêng Kid Hopper và Bun Hopper, bọn chúng là động vật có thể bay được nhưng đặc trưng của châu chấu và cào cào là nhảy, nên khả năng bay đã bị lược bỏ, thay thế vào đó chúng sẽ nhảy. Trong toàn bộ series chúng ta có 12 Zester, mỗi Zester sẽ cho họ biến thành một Rider hoàn toàn khác nhau. Một số trường hợp sẽ khác nhau về màu sắc như Duck Kabuto hay là Kid Hopper và Bun Hopper. Phần lớn tất cả những Rider đều được dựa trên côn trùng, trừ trường hợp của Sasot Zester. Bọ cạp là động vật lớp nhện chứ không phải là côn trùng. Ngoài những Zester cơ bản giúp Rider chuyển hóa thì còn hai Zester nâng cấp sau này sẽ xuất hiện, đó là Perfect Zester và Hyper Zester. Một Zester là vũ khí chính của hình dạng Hyper Kabuto với hình dạng của một lưỡi kiếm. Còn chiếc Zester còn lại có hình tượng giống loài Kabuto của tương lai, Hyper Zester. Nó cũng không giúp Rider chuyển hóa mà chỉ giúp nâng cấp họ cũng như sức mạnh Clock Up chuyển hóa thành Hyper Clock Up. Chiếc Zester đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ series là Kabuto Zester, được tạo hình là loài bọ tê giác tại Nhật Bản. Tông màu chủ đạo là màu đỏ với những đôi chân và những viền thép xung quanh. Phần thân của nó có một vòng tròn màu đen, chuyển hóa thành hình dạng cast up sẽ mở toang phần này ra. Chiếc sừng của Kabuto Zester mặt trên màu đỏ và mặt dưới là màu vàng kim, tích hợp cho hình dạng cast up của Rider Form. Đôi cánh của Kabuto Zester khả năng mở rượt tạo ra nguồn năng lượng giúp Kabuto Zester khả năng bay, có cả điểm tô bằng đôi mắt của loài bọ cánh cứng. Cặp sừng của Kabuto Zester mang tên Zester Horn, khả năng đâm xuyên một tấm sắt dày. Người được Kabuto Zester chọn trở thành Common Rider, nó đã chọn Tendo Soji, kẻ bước đi trên thiên đạo, người được mặt trời chiếu rọi, thay vì Kagami. Mặc dù Kagami cũng là người sở hữu chiếc driver giống với Tendo, trong Hyper DVD, Kabuto Zester tiết lộ lý do nó chọn Tendo là người bước đi trên thiên đạo. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc Gartek được chọn trong Kaoruzio, Kagami trở lại với thế giới Kabuto. Để tổng hợp cả hai điều trên thì có lẽ Kabuto Zester thật sự chọn một người sẵn sàng trở thành một chiến binh và không từ bỏ cuộc chiến cho dù nó có khó khăn tới thế nào chăng nữa. Đó mới thật sự là lý do mà Kabuto Zester chọn một người. Để chuyển hóa thành Common Rider, Kabuto Zester sẽ đi cặp với một chiếc driver. Người sở hữu chỉ cần sử dụng Kabuto Zester đặt ngang lên phần mặt của chiếc driver sẽ giúp anh ta chuyển hóa hình dạng Market Form.
Cách tương tác giữa Kabuto và chiếc hắc lưng nhìn giống như khung cảnh loài bọ cánh cứng đang hút nhựa cây. Rider Form Kabuto Zester lật phần sừng của mình ra sau lưng, phần thân của nó tách đôi ra. Đây là cơ chế khá hay cũng như tận dụng được điểm đặc trưng nhất của Kabuto, loài bọ tê giác, đó là phần sừng của nó. Ba phần chân phía bên trái của Kabuto Zester cũng được tận dụng để thực hiện đòn Rider Kick. Và làm ngược lại động tác Cast Up sẽ giúp cho Rider trở thành hình dạng Put On. Derby Zester xuất hiện cùng chủ nhân đầu tiên của nó là Sho Yaguruma. Nó đã đậu lên tay của anh ta và giúp anh ta chuyển hóa hình dạng Market Form của Color Derby. Hình dạng của Derby Zester cũng như tên gọi của nó là một con ong với tông màu chủ đạo là bạc và đen, với một phần chấm cam ở trên cơ thể giúp thực hiện đòn tấn công tất sát, cũng như đôi cánh của Derby được tô điểm bằng màu vàng ống ánh đặc trưng của loài ong. Cách di chuyển của Derby Zester cũng tương tự như Kabuto Zester là thực hiện những bước nhảy không thời gian cũng như động tác bay của loài ong mà nó đại diện. Để biến hình thành Kamen Rider, Derby Zester sẽ tương tác với chiếc vòng tay có những đường viền của những ổ ong cũng như chiếc vòng tay màu vàng đặc trưng cho loài ong. Khi kết hợp cả hai, người chủ sở hữu của Derby Zester sẽ được chuyển hóa thành Kamen Rider. Hình ảnh Derby Zester kết hợp cùng chiếc vòng tay của người sở hữu giống với hình ảnh loài ong đang hút mật hoa trên những cành hoa. Derby Zester là chiếc Zester duy nhất hiện tại đánh dấu người sở hữu bằng biểu tượng của mình cùng với Z trên cơ thể của họ. Kagami cũng như những người khác sở hữu Derby Zester đều đánh dấu. Những chiếc Zester khác thì có hay không thì chúng ta vẫn không biết vì chủ sở hữu chúng ít khi nào được chuyển đổi nhiều như Derby Zester. Trong Hyper DVD, một người thề sẽ trung thành cũng như bảo vệ tất cả những thành viên trong nhóm của họ sẽ được Derby Zester lựa chọn. Đó cũng chính là tiêu chí mà nó chọn những chủ nhân khác của mình. Derby Zester có số lượng chủ nhân vô cùng lớn, bao gồm Sho Yaguruma, Arata Kagami, Sun Kageyama và thậm chí một kẻ khác là Masato Mishima cũng từng cưỡng ép và biến trở thành Color Derby mặc dù không được sự chấp thuận của Derby Zester. Để chuyển hóa hình dạng Rider Form, Derby Zester sẽ được tháo chiếc vòng trên thân của nó cùng với đôi cánh và xoay ngược Derby Zester. Lúc này phần ngồi chích của nó sẽ được đẩy ra dài hơn hẳn, tạo thành một chiếc ngồi chích trên tay trái của Kamen Rider. Để thực hiện Boot On, Rider chỉ cần thực hiện ngược lại để trở thành hình dạng Market Form. Điều đặc biệt trong lúc chuyển hóa sẽ phát ra âm thanh Chain Warp. Đây là một điều hết sức thú vị vì Derby và Warp vốn dĩ là hai loại ong khác nhau. Chúng ta có thể hình tượng đơn giản đó là loài ong mật hiền lành cũng như là ong vò vẽ hung dữ. Đúng với trạng thái sau khi tháo chiếc vòng của Derby Zester, ngòi độc của nó thể hiện rõ ràng bản chất đã thay đổi hoàn toàn của Derby, chuyển hóa thành một loài ong hung hãn hơn, sở hữu cả hai loài vật với hình dạng của loài ong nhưng mang bản tính vô cùng khác nhau. Ray Zester tạo hình là một con chuồn chuồn với tông màu đen, bạc và xanh dương. Nhìn nó giống với một cặp ống nhòm ở phần trước. Tạo hình của Ray Zester cực kỳ to lớn, đúng với vai trò của nó là phần thân cũng như đầu của một khẩu súng. Ray Zester đã chọn Daisuke Kazama, một thợ trang điểm bôn ba khắp nơi. Đó cũng là lý do mà nó chọn anh. Ray Zester sẽ chọn những kẻ phiêu lưu khắp mọi nơi để trở thành chủ nhân của mình. Để chuyển hóa thành Kamen Rider, anh ta cần một bộ phận mang tên Ray Grip, tay nắm của khẩu súng. Để chuyển hóa, chúng ta còn một kết hợp phần tay nắm này vào đuôi của Ray Zester. Anh ta sẽ chuyển hóa thành hình dạng của Commander Ray. Đây cũng chính là khẩu súng và vũ khí chính của anh ta ở cả hai hình dạng Rider Form lẫn Market Form. Hình ảnh lúc này khi kết hợp giữa cả hai giống như hình ảnh chuồn chuồn đang đậu trong một cành cây khô trên mặt nước. Điều đặc biệt nhất của đôi chuồn chuồn có lẽ đến từ đôi cánh khổng lồ của nó, nhưng nó lại sẽ sử dụng trong đòn Final Attack. Còn lúc Cast Up, anh ấy chỉ đơn giản kéo đuôi Ray Zester để chuyển hóa Cast Up. Đòn tất sát, chiếc cánh của Ray Zester kết hợp với nhau và gặp nghiêng một góc 90 độ tạo thành một chiếc ống nhắm giúp đòn tấn công Rider Swooping chuẩn xác cũng như tăng độ hiệu quả khi kết hợp với phần ống nhắm này. Star Sword Zester là chiếc Zester đặc biệt như mình nói ở phần trên. Nó được tạo hình là bò cạp chứ không phải là bất kỳ loài côn trùng nào khác. Không bay được như những Zester khác. Cách di chuyển cơ bản Star Sword Zester là đào đất và nó đào lên được rất nhiều vật thể để tìm đến vị trí của chủ nhân của mình với cầu nối Standby. Được tạo hình với tông màu đen và ba đôi mắt xanh trên phần thân cũng như tất cả chi tiết màu bạc và chiếc đuôi được điểm tô bằng một phần màu tím. Điều thú vị của Star Sword Zester có lẽ đến từ phần càng của nó đã được thay thế bằng hai chiếc lưỡi dao vì vũ khí chính của Star Sword là thanh gươm chứ không phải là cặp càng kẹp. Cũng như việc cặp càng sẽ là đại diện cho Color Gatech nên việc lược bỏ này cũng có thể hiểu được.
Và để chuyển hóa thành Kamen Rider, chúng ta còn một vũ khí là thanh kiếm chưa hoàn thiện của Cobra Sarsword với tông màu cũng tương tự nhưng màu tím sẽ nhiều hơn. Gắn Sarsword Scepter lên thanh kiếm, nó sẽ giúp anh ta chuyển hóa thành Kamen Rider Sarsword. Người được chọn bởi Sarsword là Suri Kamishiro, một người hoàn hảo trong tất cả mọi việc, chính là người mà Sarsword Scepter tìm kiếm. Để chuyển hóa hình dạng Rider Form, anh ấy sẽ kích hoạt phần ngồi độc của Sarsword Scepter, đâm nó vào thanh kiếm. Rider Form tháo ra và làm lại lần nữa sẽ ra đòn tập sát Rider Slash, tiêm nọc độc vào thanh gươm và tạo thanh gươm đầy độc tố, chém nát những tên worm cản đường. Gartek Zester được tạo hình cũng như thiết kế là chiếc Zester mạnh nhất mà Z đã từng tạo ra. Với lò bộ Kuwagata, lò bộ cánh cứng càng kẹp, tông màu chủ đạo là xanh dương, cùng với đó là những chi tiết vàng kim ống ánh thể hiện quyền lực và sức mạnh tuyệt đối của chiếc Zester này. Tuyển chọn được người sở hữu cho Gartek Zester là công việc tốn nhiều giấy mực nhất của tổ chức Z. Rất nhiều chiến binh ưu tú được tuyển chọn nhưng tất cả đều bị chiếc Zester hung hãn này đánh trọng thương, thậm chí có những người phải liệt giường trong bệnh viện mà không thể nào ra khỏi. Kagami Arata tưởng chừng như sẽ là người được chọn vì đây là chương của anh. Đáng tiếc anh cũng đết được Gartek Zester chọn và bị nó đánh cho trọng thương. Nhưng cuối cùng với sự con ông cháu cha của mình, anh đã được một kẻ bí ẩn trao cho chiếc driver của Gartek Zester, cũng như được nó công nhận với tinh thần chiến binh bất khuất của mình. Anh đã chuyển hóa được thành Cobra Gartek, giống với Kabuto từ hình dáng cho tới việc sử dụng driver. Để chuyển hóa chỉ đơn giản để Gartek Zester vào phần mặt của chiếc driver, giúp anh ta biến hình thành Cobra Gartek. Tạo hình của Gartek Zester rất đẹp nhưng cơ chế chơi của nó không có gì đặc biệt và cảm giác như khá nhái Kabuto. Tất cả những đặc trưng của Gartek Zester chỉ đến từ phần càng kẹp và nó chỉ đơn giản là xoay ngược về phía sau để chuyển hóa cast up, cũng như đòn Rider Kick là nhấn vào phần thân chứ thay vì nhấn vào phần chân giống như Kabuto. Cũng không đem lại chúng ta quá nhiều ấn tượng về Gartek Zester, vì động lại chỉ là màu sắc và tạo hình của nó, cũng như phần cốt truyện của nó trước khi tuyển chọn ra Kagami. Tất cả mọi thứ đều làm chúng ta cảm thấy nó như một bản clone chưa hoàn thiện của Kabuto Zester. Từ việc tận dụng lợi thế của loài bọ cho đến cách thực hiện đòn Rider Kick hay Cast Up, nhưng may mắn thay về phần Rider ở hình dạng Market Form cũng như là Rider Form của Gartek đã làm rất tốt. Mình đã có video về tất cả form Cobra Gartek, nếu các bạn chưa xem vào phần comment, description hoặc là phần dấu chấm than phía trên để xem clip đó của mình nhé. Tưởng chừng như sau khi chế tạo thành công chiến thần thực sự mà Z thằng mong ước, họ sẽ ngừng chế tạo ra hệ thống Market Rider System. Nhưng không, Sho Yaguruma, anh ta đã rơi vào tuyệt vọng sau khi bị đá khỏi chức vị trưởng nhóm Shadow vì không còn là The Beast. Hơn hết đã bị Kageyama vượt mặt, anh ấy đã rơi vào tuyệt vọng và đã được một chiếc Zester khác tìm kiếm, Hopper Zester. Toàn bộ Hopper Zester được tạo hình bởi hai loài vật là Cào Cào và Châu Chấu, mặt đại diện cho Yaguruma với tông màu chủ đạo là xanh lá, cùng với đó là những chi tiết màu bạc kim loại trên phần hai chân trước cũng như phần cẳng chân sau, thể hiện sự máy móc trong thiết kế của Hopper Zester. Không có quá nhiều phân đoạn sử dụng cổng dịch chuyển như những chiếc Zester khác mà chủ yếu di chuyển bằng phương pháp nhảy, và điểm đặc sắc nhất có lẽ là phần cẳng chân được tô điểm với biểu tượng hình dấu cộng với tông màu đỏ trùng với tông màu mắt của Hopper Zester ở mặt trái. Với tên gọi anh em địa ngục, Yaguruma cũng không quên gọi người anh em của mình Kageyama, kẻ cũng bị thất sủng khi quá nhiều thất bại. Mặc dù có sức mạnh của The Beast, anh ta cũng dần rơi vào tuyệt vọng và đã được Yaguruma đón về. Một chiếc Zester khác cũng như vậy, nhưng khác với phần xanh lá hướng về Yaguruma, phần màu nâu hướng về Kageyama. Nó đại diện cho loại Cào Cào với những chi tiết kim loại tương tự, chỉ khác tông màu đã chuyển thành màu nâu, cùng với đó là phần chữ thập đã chuyển hóa thành màu xanh lá và phần mặt của nó ngược lại. Cả hai chiếc Hopper Zester này đều giống nhau, chỉ khác hướng xoay mặt của nó để chuyển hóa thành hai Rider hoàn toàn khác nhau. Điều thú vị là hai chiếc Zester này chưa bao giờ được đổi vị trí với hai Rider của họ. Yaguruma luôn biến hình dạng xanh lá, còn Kageyama luôn biến hình dạng nâu. Không bao giờ họ đổi vị trí cũng như hình dạng, vì cả hai hình dạng mang hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Để chuyển hóa thành Rider, cả hai người cần có một chiếc driver cơ bản. Nói là driver cơ bản vì thực chất tất cả những Rider không Henshin bằng driver đều có chiếc driver này làm thắt lưng.
sau khi bật nắp Hopper Zeter, cầm lấy chúng và gắn lên vị trí này, tạo cảm giác như lồn châu chấu đang đậu trên những chiếc lá. Đơn giản như vậy, họ sẽ chuyển hóa hình dạng Kick Hopper cũng như Punch Hopper tương ứng với màu sắc của Hopper Zeter. Và tương tự với hai màu sắc, mặt xanh lá sẽ giúp họ chuyển hóa thành Kick Hopper và mặt màu nâu sẽ giúp họ chuyển hóa thành Punch Hopper. Hai Rider có hai phong cách chiến đấu tương tự tên gọi của họ. Cái lồn châu chấu chính là phần chân nhảy của nó, cũng chính là cách họ thực hiện đòn Rider Kick và Rider Punch. Sử dụng phần chân gạt lên sẽ ra âm thanh Rider Jump, cũng như gạt xuống sẽ ra đòn Rider Punch và Rider Kick tương ứng với hai Rider. Ở nửa sau của phim, bí mật về thành phố Shibuya cũng như phòng thí nghiệm bên trong nó đã dần được hé lộ. Một kẻ được giam giữ từ rất lâu sở hữu nguồn sức mạnh đối ngược với Tendo là Soji Kusakabe. Hắn ta cũng sở hữu một vật phẩm tương tự như Kabuto Zeter, được gọi với cái tên Dark Kabuto Zeter. Nếu tông màu của Kabuto Zeter là đỏ cùng với những chi tiết bạc, thì Dark Kabuto được điểm tô bằng hai màu của những Dark Rider ở thời điểm đó là đen cùng với lại những chi tiết đỏ trên khắp cơ thể. Phần sân của Dark Kabuto có tông màu chủ đạo là bạc, phần dưới của nó cũng tương tự như Kabuto là phần màu vàng. Để thực hiện động tác cut up chuyển hóa hình dạng Rider Form, tất cả mọi chi tiết của Dark Kabuto đều tương tự như Kabuto Zeter, chỉ khác là phần màu sắc và đôi mắt của nó được thể hiện bằng tông màu xanh. Những khả năng còn lại như sử dụng sừng để tấn công, bay lượn hay chuyển hóa thành hình dạng Rider cũng như đòn Rider Kick đều thực hiện tương tự như hình dạng của Kabuto, đúng là một bản clone thứ hai của chính chiếc Zeter đại diện cho bộ phim. Của Kamen Rider Kabuto nói về tương lai của sự tận thế. Đây liệu có phải là tương lai hay là điểm khởi đầu của toàn bộ series? Ở thế giới này, Z đã hoạt động rất lâu cũng như thế giới đã dần tới bước lụi tàn. Họ đã chế tạo được thêm 3 Rider hoàn toàn mới với sức mạnh của Kabutit Zeter. Kabutit Zeter đơn giản là những chiếc Zeter giống với hình dạng của Kabuto, nhưng có lẽ kích thước của nó nhỏ hơn hoàn toàn, cũng như cơ chế của nó sẽ chuyển thành vòng đeo tay giống như Derby Zeter, chứ không phải là sử dụng thắt lưng. Và trong đồ chơi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn về việc 3 chiếc Kabutit Zeter đơn giản chỉ là việc thay đầu nhau, vì cơ chế chúng hoàn toàn tương tự như nhau. Chiếc Kabutit đầu tiên là Headcut Kabutit Zeter, được Hidenari Oda, người đứng đầu của toàn bộ quân cách mạng Neo Z, kẻ đã chống lại Z nhằm bảo vệ nhân loại. Anh ta đã sử dụng chiếc Headcut Kabutit Zeter để chuyển hóa thành Kamen Rider Headcut. Thiết kế của chiếc Kabutit Zeter này được tạo hình bởi loài bọ Headcut màu bạc với hai chiếc sừng đặc trưng của loài bọ, cũng như tông màu bạc thể hiện hoàn toàn cho Rider. Không có quá nhiều điều đặc biệt từ chiếc Kabutit Zeter này. Chiếc Zeter thứ hai là Ketaros Kabutit Zeter, cũng tương tự như vậy, được sử dụng bởi người tên Tetsuki Yamato, kẻ đứng đầu của lực lượng tác chiến của Z tại thời gian này. Hắn ta đã sử dụng nó cùng với chiếc vòng tay của mình để chuyển hóa thành Kamen Rider Ketaros. Thiết kế của Ketaros là loài bọ Centaurus màu đồng với hai chiếc sừng gần như nối ngược lại với nhau. Và cuối cùng là chiếc Kabutit Zeter mạnh nhất, hay đúng hơn là chiếc Zeter được kết hợp cùng với một vật phẩm đặc biệt giúp cho tên Rider Caucasus sử dụng Kabutit Zeter mạnh vượt trội so với hai Rider còn lại. Với danh nghĩa kẻ mạnh nhất, Kamen Rider Vàng Kim sử dụng Caucasus Kabutit cùng với chiếc vòng tay, hắn ta chuyển hóa thành Kamen Rider Caucasus. Người được chuyển hóa là Issei Kurosaki. Hắn ta là một thành viên cấp cao của Z, nhận lệnh trực tiếp từ tổng bộ chỉ huy. Nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt toàn bộ cái hù của Z và làm việc chỉ theo mệnh lệnh của Riku Kagami cũng như Masato Mishima. Nhiệm vụ duy nhất của hắn xuất hiện trong movie đó là chờ đợi Kabuto cũng như Gatek. Loại bộ mà Kaurokokasus được thiết kế chính là loại bộ cánh cứng Kavat, với điểm đặc trưng khác với hai loại bộ trước. Loại bộ này có tận 3 chiếc sừng, giống với tạo hình Rayhorn của Kamen Rider Towser sau này trong series của Zero One. Đó cũng sẽ là một những Rider mình sẽ làm trong series của Zero One. Nếu các bạn thích, hãy like cho mình nhé. Headcut cũng như Ketaros là hai Rider tương tự nhau, nên cách họ sử dụng chiếc vòng tay cũng như hai chiếc Kabutit Zeter là như nhau. Gắn nó vào và xoay nhẹ, nó sẽ giúp họ chuyển hóa thành Rider, bỏ qua trạng thái Market Form, cũng như là xoay ngược nó giống như cách Derby Zeter hoạt động. Họ thực hiện hai đòn tất sát, sử dụng lại vũ khí tái chế của Kabuto. Không có quá nhiều đặc biệt, thậm chí là hơi thô. Riêng Kamen Rider tối thượng, Caucasus, hắn ta còn hoàn toàn không sử dụng cái chiếc vòng tay và Kabutit Zeter, thực hiện đòn tấn công dựa hoàn toàn vào chiếc Hyper Zeter của mình. Hyper
Cyber Zester, một chiếc Zester được tạo ra bởi Zed không phải nhằm mục đích tạo những Rider mới, mà là để nâng cấp cho những Rider hiện tại. Zed không mong muốn nó sẽ rơi vào tay của Tendo, nhưng một chiều không gian khác, một chiếc Zester đã đâm xuyên tất cả và đến với Tendo. Cyber Zester được tạo hình giống với Kabuto, nhưng là loại bộ Kabuto tương lai, với phần sừng của nó vẫn là phần sừng, những đôi chân đã bị thoái hóa và đôi mắt to hơn, với những chi tiết kim loại phủ khắp cơ thể và biểu tượng Z trên phần thân của Cyber Zester. Cyber Zester được tạo ra với khả năng du hành không thời gian mạnh mẽ hơn bất kỳ chiếc Zester nào khác, gần như nó khả năng di chuyển ở tất cả những thời không khác nhau và được triệu gọi nếu thật sự người sở hữu cần thiết cho nó. Sự phát huy được toàn bộ khả năng này chỉ có Tendo mà thôi. Điểm đặc trưng nhất Cyber Zester có lẽ đến từ phần thân giúp kích hoạt Hyper Clock Cup, cũng như phần sừng của nó có thể gạt để chuyển hóa hình dạng Hyper Form. Đã có một chiếc Zester đại diện cho nâng cấp form thì chúng ta sẽ có một chiếc Zester làm vũ khí cho Rider, với một chiếc Zester mang tên giống với cách sống của Tendo, Perfect Zester. Một chiếc Zester với hình thù hết sức kỳ lạ, nó là một thanh gươm nhưng lưỡi kiếm của nó khá tròn bầu, nhìn giống một thanh kiếm chưa hoàn thiện. Kabuto sẽ triệu tập những Zester còn lại để tạo hình hình dạng On Zester Combine, tập hợp cả ba Zester là The Bee, Ray lẫn Sasuke lên thành Perfect Zester, với The Bee làm mũi gươm, Ray và Sasuke làm phần tay cầm cho súng cũng như là phần thân kiếm. Tất cả chúng cùng với Perfect Zester sẽ tạo một thể hoàn hảo. Tại sao Perfect Zester lại chỉ tập hợp The Bee, Ray lẫn Sasuke mà không phải là Gatek, hoặc là những Kickhopper hay Punhopper, hoặc là Kabuto và Dark Kabuto? Vì bản chất của Perfect Zector là một Zector vũ khí. Ba chiếc Zector là Ray, The Bee lẫn Sasuke là ba chiếc Zector đặc biệt liên quan trực tiếp tới vũ khí khi Rider của họ biến hình. Với The Bee với ngồi chích cực mạnh, cũng như Ray là khẩu súng và Sasuke là phần độc được bơm vào thanh gươm của mình, hoàn thiện tên gọi Perfect Zector của chiếc Zector kỳ lạ này. Chiếc Zector này có hai trạng thái là súng và gươm, với từng đơn vị Zector khác nhau sẽ tạo những đòn tấn công đặc biệt. Ở hình dạng kiếm, khi sử dụng Hyper Blade Kabuto Power, anh ấy sẽ giải phóng nguồn năng lượng với lưỡi kiếm tích điện ghém một đường cực mạnh vào kẻ thù. Đòn tấn công Hyper Sting sử dụng The P Power gắn vào đầu của lưỡi kiếm, dán vào người kẻ thù với hình dạng những mũi tim của loài ong. Đòn thứ ba Hyper Slash sử dụng Sword Power kết hợp Sword ở phần thân kiếm, kích hoạt độc chém độc này vào người kẻ thù. Ở trạng thái thứ hai, trạng thái súng, đơn giản anh ấy chỉ là xoay tay cầm xuống góc nghiêng 90 độ tạo thành một khẩu súng. Ở trạng thái này, đòn tấn công thương hiệu là kết hợp với The Ray Power, giải phóng một nguồn năng lượng giống như một tia laser tấn công vào kẻ thù. Cả hai hình thái súng và kiếm đều có một trạng thái mang tên Combine Final Perfect Zester, kết hợp tất cả những Zester lại với nhau, với The Bee là lưỡi kiếm, Ray và Sharkwood sẽ là phần thân trên và thân dưới của kiếm, với đòn tấn công tổng hợp từ thanh gươm mang tên Maximum Hyper Typhoon, bao phủ thanh kiếm bằng một lớp sừng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Phạm vi tấn công của thanh gươm được tăng cao giúp anh quét sạch kẻ thù. Ở hình dạng súng, đòn tấn công sẽ chuyển đổi tên gọi thành Maximum Hyper Cyclone, tụ hợp tất cả những Zester dồn hết sức vào Perfect Zester, tạo ra nguồn năng lượng cực mạnh giống như một cơn lốc khổng lồ, phá hủy tất cả cũng như tiêu diệt toàn bộ Worm phía trước mặt. Phạm vi cực kỳ rộng và sức mạnh kinh hoàng của nó, anh chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công này khi kích hoạt trạng thái giống với trạng thái hai block cup, nhưng thực chất chỉ là bật ra để dùng lực đẩy từ đôi cánh để không bị đẩy lùi bởi lực bắn từ đòn tấn công Maximum Hyper Cyclone. Đòn tấn công đó cũng kết thúc phần về hình dạng Hyper Kabuto. Các bạn hãy like và subscribe nếu cảm thấy yêu thích video của mình nhé. Mình là Rider Con, thanks for watching, bye.